Annyeonghaseyo, Yeorabun. Xin chào tất cả các bạn. Đây là một trong những dự án phát triển về giáo dục tiếng Hàn được thực hiện với ES Consulting. Chúng mình sẽ liên tục update những video bài giảng tiếng Hàn chất lượng, nên rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người. Các bạn đừng quên nhấn like, share, đăng ký và bật thông báo cho kênh của chúng mình nhé. Còn nếu các bạn vẫn chưa theo dõi được các bài giảng lần trước thì mọi người nhớ vào link mà mình để ở đây nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài 3 có tựa đề là Insan Senhua. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số động từ được sử dụng khá là thông dụng ở trong đời sống hàng ngày. Từ đầu tiên chúng ta có đó chính là kata. Kata. Kata là đi, là hành động đi. Tiếp theo, ota. Ota. Ota là đến, là mình đi đến đâu đó hoặc là có cái gì đó đến với mình. Thì so với động từ kata thì kata hay được dùng ở thế chủ động hơn, còn ota thường được dùng ở thế bị động. Ví dụ khi mà mình nói mình đi đến một nơi nào đó thì mình sẽ dùng kata, còn khi mình dùng cho đối phương là đối phương đến một nơi nào đó thì lúc này mình sẽ dùng từ ota. Rồi tiếp theo, cha ta. Cha ta. Cha ta là ngủ. Rồi mọt ta, mọt ta, mọt ta là ăn. Và ăn rồi thì chúng ta phải có uống đúng không? Động từ uống tiếng Hàn là ma si ta, ma si ta, ma si ta. Tiếp theo, iyagi ha ta, iyagi ha ta, iyagi ha ta là nói chuyện, trò chuyện. Ikta, ikta là đọc. Rồi, ở từ ikta này mọi người lưu ý một xíu. Từ ikta là từ có phụ âm cuối là phụ âm đôi. Thì lúc này chúng ta đọc ở phụ âm thứ nhất hay phụ âm thứ hai đây? Mọi người nhìn để ý. Trước tiên, mọi người hãy nhìn vào phụ âm thứ hai này ha. Phụ âm thứ hai nó rơi vào ba trường hợp. Nếu mà phụ âm nó rơi vào ba trường hợp là hiệu, miếng và kiệp, là chữ K, chữ M, chữ P á. Đây, nếu mà phụ âm thứ hai rơi vào ba trường hợp K, M, B, kiệp, miếng và kiệp thì lúc này chúng ta sẽ đọc ở phụ âm thứ hai. Còn lại nếu mà phụ âm thứ hai không rơi vào ba trường hợp này thì chúng ta sẽ đọc ở phụ âm thứ nhất. Rồi, thì trước tiên mọi người nhìn vào đây. Đây là một từ có phụ âm đôi đúng không? Rồi, có phụ âm cuối. Đây là một từ có phụ âm cuối là phụ âm đôi đúng không? Thì ở phụ âm thứ hai nó rơi vào trường hợp kiệp, chữ K thì lúc này chúng ta sẽ đọc phụ âm thứ hai. Thì từ này chúng ta đọc là ikta. Ikta là đọc. Rồi, tiếp theo. Tực ta, tực ta, tực ta là nghe. Bô ta, bô ta, bô ta là nhìn, xem. Il ha ta, il ha ta. Thì ở từ này mọi người có thể đọc theo cách là il ha ta, hoặc là chúng ta đá phụ âm cuối yên này lên trên chữ ha thì lúc này chúng ta có thể đọc là irata, irata hoặc là ilhata gì đều được ha. Nhưng mà theo như người Hàn thì họ sẽ hay đọc là irata hơn, bởi vì cách đọc này nó dễ dàng và nhanh hơn. Irata. Rồi tiếp tục, irata là làm việc. Konbuhata, konbuhata, konbuhata là học. Undonghata, undonghata, undonghata là tập thể dục. Suita, suita, suita là nghỉ ngơi. Manata, manata, manata là gặp gỡ. Sata, sata, sata là mua. Choahata, choahata. Rồi, ở từ choahata này thì mọi người cũng lưu ý một chút xíu. Ngay từ đầu tiên cho, các bạn thấy phụ âm cuối của nó là âm hiệt, âm hờ đúng không? Hiệt. Ừ, nhưng mà đứng ngay sau nó là một nguyên âm, chữ A đây, một nguyên âm. Thì lúc này phụ âm cuối âm hờ đã biến thành âm câm, bị biến thành âm câm ha. Thì lúc này chúng ta chỉ đọc là choahata, chứ chúng ta không đọc nổi lên là chồ ha ha tà, không đọc là chồ ha ha tà ha. Cách đọc đúng là chồ a ha tà. Rồi, chồ a ha tà là thích,
Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số tính từ cũng được sử dụng khá là thông dụng ở trong đời sống hàng ngày. Từ đầu tiên chúng ta có là khư tả. Khư tả. Khư tả là to, lớn. Và trái nghĩa với nó chúng ta có từ chặt tà. Chặt tà. Chặt tà là nhỏ, bé. Tiếp theo, mạnh thà. Mạnh thà. Mạnh thà là nhiều. Và trái nghĩa với nó chúng ta có từ chọt tà. Chọt tà. Chọt tà là ít. Rồi, ở từ chọt tà này mọi người lưu ý hơn, nó cũng khá na ná giống như từ chặt tà nhỏ hồi nãy. Nên là mọi người lưu ý, một từ là có âm O, một từ là có âm A. Nên mọi người nhớ lưu ý kỹ nha. Rồi, tiếp theo, chột thà. Chột thà. Chột thà là tốt, đẹp, thích. Và trái nghĩa với nó chúng ta có từ nà pư tà. Nà pư tà. Nà pư tà là xấu và không tốt. Thì hai từ này ngoài miêu tả vẻ ngoại hình thì cũng có thể được dùng để miêu tả tính cách. Tiếp theo, chế mi tà. Chế mi tà. Chế mi tà là vui, thú vị. Và trái nghĩa với nó, chế mi ọc tà. Chế mi ọc tà. Chế mi ọc tà là không vui, không thú vị. Thì ở đây, từ chế mi là thú vị đó. Còn ịt tà ọc tà là mọi người đã biết ở bài trước rồi đúng không? Ịt tà là có và ọc tà là không. Thì chế mi ịt tà có nghĩa là có thú vị, là vui, thú vị. Và chế mi ọc tà, không vui, không thú vị. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần từ vựng liên quan đến sinh hoạt hàng ngày. Từ đầu tiên chúng ta có là cha. Cha. Cha là trà. Tiếp theo, copy. Copy. Copy là cà phê. Băng. Băng. Băng là bánh mì. Uyu. Uyu. Uyu là sữa. Giang hoa. Giang hoa. Giang hoa là phim ảnh. Ư mặt. Ư mặt. Rồi, ở từ này mọi người lưu ý có phụ âm cuối là miên. Thì lúc này các bạn sẽ đá lên nguyên âm đầu của từ thứ hai. Thì cách đọc là ư mặt. Ư mặt là âm nhạc. Tiếp tục, xin môn. Xin môn. Xin môn là báo chí. Và cuối cùng, chín gu. Chín gu. Chín gu là bạn bè. Tiếp theo đó chính là một số đại từ nghi vấn, hoặc là nói một cách nôm na dễ hiểu đó chính là một số từ hỏi. Rồi, đầu tiên chúng ta có từ muột. Muột. Muột là cái gì? Tiếp theo, ở đi. Ở đi. Ở đi là ở đâu? Nụ gu. Nụ gu. Nụ gu là ai? Và cuối cùng, ẩn dê. Ẩn dê. Ấn dê là khi nào, bao giờ. Được chưa mọi người? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần ngữ pháp của ngày hôm nay. Ngữ pháp đầu tiên chúng ta học đó chính là tiếp nì ta, xin nì ta, là đuôi kết thúc câu trần thuật. Ở bài 1 thì mình đã liên tục nói với các bạn là khi làm một câu hoàn chỉnh thì các bạn bắt buộc phải chia đuôi câu đúng không? Thì đuôi câu hôm nay chúng ta học đó chính là tiếp nì ta, xin nì ta. Đây là một đuôi câu trần thuật mang tính chất kính ngữ, trang trọng ha. Thì khi mà các bạn sử dụng đuôi câu này thì các bạn đang thể hiện sự tôn trọng, kính trọng đối với đối phương, đối với người nghe. Và trường hợp để sử dụng đuôi câu này đó chính là khi các bạn nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. Ví dụ như là ông bà, cô chú, hoặc là thầy, cô giáo, hoặc là sếp, cấp trên, đối tác. Đó, thì với những đối tượng mà các bạn cảm thấy cần dành sự tôn trọng, kính trọng với họ thì các bạn sẽ sử dụng đuôi câu biệp nì ta, xin nì ta. Rồi, thì đuôi câu biệp nì ta, xin nì ta thì sẽ sử dụng trong trường hợp nào? Biệp nì ta sẽ sử dụng trong trường hợp thân động từ hoặc là thân tính từ không có phụ âm cuối. Để mình ví dụ cho các bạn luôn ha. Thí dụ hồi nãy chúng ta vừa mới học xong một từ ca tà. Ca tà là đi đúng không? Đây, ca tà là đi. Thì đây là một động từ gốc, động từ nguyên mẫu. Thì khi các bạn chia đuôi câu thì lúc này các bạn phải bỏ chữ tà đây. Nó còn chữ ca này.
Thì K lúc này các bạn nhìn vào chữ K, K nó có phụng cuối không? Không đúng không? Không có phụng cuối. Thì khi mà chúng ta chia đuôi câu với việc nita, sumita, thì lúc này chúng ta sử dụng đuôi câu việc nita, thì lúc này nó thành kham nita. Bởi vì ở đây ca tà không có phụ âm cuối nên lúc này chúng ta sẽ sử dụng đuôi biệt ni ta. Ai thả cái phụ âm cuối biệt và thành kham ni ta. Được chưa mọi người? Còn với những động từ hoặc là tính từ có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ sử dụng đuôi sim ni ta. Rồi, ví dụ hồi nãy chúng ta cũng vừa mới học xong một từ đó là mọt ta. Mọt ta là ăn. Thì khi mà chi với đuôi câu biệt ni ta, xin ni ta thì chúng ta có dạng là một xin ni ta. Được chưa mọi người? Bởi vì mọt tà ở đây có phụ âm cuối. Đây, khi mà chi thì các bạn nhớ bỏ chữ tà đi nha, bởi vì nó chỉ là động từ gốc, động từ nguyên mẫu thôi. Thì khi chi ở dạng đuôi câu thì bắt buộc phải bỏ chữ tà. Và nhìn vào trước cái chữ tà này, đây thì từ mọt có phụ âm cuối thì các bạn sẽ chi là mọc xin nhì ta ha. Thì với động từ tính từ kết thúc bằng phụ âm cuối thì dùng đuôi xin nhì ta, còn với động từ tính từ không có phụ âm cuối thì sẽ dùng đuôi biệt nhì ta. Được chưa mọi người? Thì đây là đuôi câu trần thuật mang tính kính ngữ trang trọng ha. Rồi bây giờ thí dụ để mình làm một câu hoàn chỉnh luôn. Ví dụ như là bạn nam đến đây, bạn nam đến thì chúng ta có câu là gì? Bạn nam đến, nam 시가 đến. Hồi nãy chúng ta vừa mới học xong là ô tà đúng không? Thì lúc này khi mà chia ở dạng đuôi câu thì sẽ có là 옵니다. Bạn nam đến, nam 시가 옵니다. Được chưa mọi người? Rồi, mọi người có nhớ là ở bài 1 chúng ta đã học qua ngữ pháp ita, imita không? Thì đây, ita nó là động từ gốc nè. Thì khi chia ở dạng đuôi câu, nó sẽ có dạng là imita. Bởi vì ita, i không có phụ âm cuối nên lúc này chúng ta bắt buộc phải dùng đuôi câu việc nita. Thì lúc này nó sẽ trở thành dạng imita. Rồi, ở đuôi việc nita, sunita này thì mọi người đã nắm được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một vài ví dụ. Cô Yujin đang ngủ. Câu tiếng Hàn là 유진 씨가 잡니다. 유진 씨가 là cô 유진 lúc này đây chủ ngữ chính. 유진 씨가 tiếp tục đang ngủ thì từ ngủ chúng ta có là 자다 đúng không? 자다 thì 자다 lúc này. 자다 khi chia đuôi câu thì bắt buộc phải bỏ đi chữ tà nè, thì còn từ 자. 자 không có phụ âm cuối thì lúc này sẽ dùng đuôi câu 비읍니다 thì là 잡니다. 유진 씨가 잡니다 là 유진 đang ngủ. Rồi tiếp tục. Học sinh học bài. 학생이 공부합니다. 학생이 공부합니다. Học bài đây, học sinh là 학생이 rồi. Học bài hồi nãy chúng ta có từ là 공부하다. 공부하다 thì lúc này khi chia đuôi câu các bạn sẽ bỏ đi chữ tà, còn là 공부하. Rồi, 공부하 chúng ta sẽ xét ngay chữ ha. Ha không có phụ âm cuối thì bắt buộc chúng ta sẽ dùng đuôi câu 비읍니다. 공부합니다. Cái túi nhỏ. 가방이 작습니다. 가방이 lúc này là cái túi, đây chủ ngữ chính. Tiếp tục nhỏ, tính từ nhỏ chúng ta có từ là 작다. 작다 và 작 ở đây có phụ âm cuối này thì lúc này chúng ta sử dụng đuôi câu 씁니다. 작습니다. Được chưa mọi người? 가방이 작습니다. Rồi. Ngữ pháp thứ hai hôm nay chúng ta học đó chính là 비읍니까? 씁니까? Thì cũng tương tự giống như là đuôi câu trần thuật hồi nãy chúng ta vừa mới học 비읍니다, 씁니다. Thì lúc này chỉ cần đổi chữ tà thành chữ khác và thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu thì lúc này nó sẽ trở thành đuôi câu hỏi, đuôi câu nghi vấn. Được chưa mọi người? Thì cách chia nó cũng tương tự giống như là 비읍니다, 씁니다 thôi. Thì với những động từ, tính từ có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ dùng đuôi 씁니까. Còn với những động từ, tính từ nào không có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ dùng đuôi 비읍니까.
Rồi để mình ví dụ luôn ha. À, hồi nãy từ uống, động từ uống là 마시다. Masita này khi mà chi ở dạng đuôi câu hỏi thì như thế nào? Masita, đây bỏ đi chữ ta ha, thì còn masi. Thì lúc này các bạn xét vào từ đứng trước chữ ta là từ si. Si không có phụ âm cuối đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng đuôi việc nhị các. Masin nhị các đuôi câu hỏi ha, đuôi câu hỏi masin nhị các. Được chưa mọi người? Rồi, ví dụ thêm một từ nữa ha. Từ itta, chúng ta có từ itta. Itta. À, đọc. Rồi, từ đọc này khi mà chi dạng đuôi câu thì chúng ta sẽ có dạng như thế nào? Itsumika. Bởi vì từ itta, it ở đây có phụ âm cuối nên bắt buộc chúng ta sẽ dùng đuôi xin nhị ca, đuôi câu hỏi xin nhị ca. Các chi nó cũng tương tự như là việc ni tà, xin nhị tà, nhưng mà nếu mà ở dạng đuôi câu hỏi, đuôi câu nghi vấn thì các bạn chỉ cần đổi chữ tà thành chữ khác và theo dấu chấm hỏi thì lúc này nó sẽ thành đuôi câu hỏi. Thì đuôi câu hỏi này nó cũng là một đuôi câu trang trọng mang tính chất kính ngữ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm một vài ví dụ. Anh Chiwon đang làm việc phải không? Đây câu hỏi nè. Anh Chiwon đang làm việc phải không? Chiwon shika iramika. Chiwon shika iramika. Anh Chiwon chủ ngữ chính nè. Đang làm việc phải không? Làm việc phải không? Chúng ta có động từ làm việc là irata. Irata. Thì khi mà chi đuôi câu dạng đuôi câu hỏi thì sẽ có dạng là iramika. Bởi vì irata, irata không có phụ âm cuối thì lúc này chúng ta sẽ dùng đuôi biệt nhị ca, iram nhị ca. Vâng, anh Chiwon đang làm việc. Nè, Chiwon shika iram nhị ta. Được chưa mọi người? Đây, nè, Chiwon shika. Chiwon shika lúc này là chủ ngữ chính. Rồi, đang làm việc. Đang làm việc là irata. Thì chúng ta chia đuôi câu ở dạng iram nhị ta. Đây đuôi câu của nó này, iramita. Bởi vì ilhata, irata không có phụ âm cuối ha. Rồi tiếp tục. Cái túi to không? Cái túi có to không? Kabangi kumnika. Kabangi kumnika. Cái túi chủ ngữ chính nè. Tiếp tục, to không? Có to không? To là một tính từ đúng không? Kuta. Kuta không có phụ âm cuối thì lúc này chúng ta sẽ dùng đuôi việc nhị ca. Có to không? Việc nhị ca thì là không nhị ca. Không, cái túi nhỏ. 아니요, 가방이 작습니다. 가방이. Đây rồi, động từ gốc 작다 có phụ âm cuối thì sẽ dùng đuôi 습니다. 작습니다. Nhỏ. Được chưa mọi người? Rồi, chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp tiếp theo, đó chính là un rơi là tiểu từ của tân ngữ. Rồi, để mình nhắc sơ qua về cấu trúc trong câu tiếng Hàn, đó chính là chủ ngữ, tân ngữ và cuối cùng là động từ hoặc là tính từ đúng không? Rồi, thì đây, đây là tân ngữ nè. Thì un rơi tiểu từ của tân ngữ, lúc này un rơi nó sẽ đứng sau đây. Được chưa mọi người? Nói chung là tiểu từ thì nó sẽ đứng sau từ mà nó cần bổ nghĩa. Giống như unun ika mà bài trước chúng ta học đó chính là tiểu từ cho chủ ngữ chính. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiểu từ cho tân ngữ đó là urul. Đây thì urul nó sẽ đứng sau tân ngữ. Rồi trong trường hợp nào mà chúng ta sử dụng ul, trường hợp nào chúng ta sử dụng rul. Thì với những tân ngữ có phụ âm cuối thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng trợ từ ul. Còn với những tân ngữ không có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ rơi. Rồi bây giờ mình lấy ví dụ luôn ha. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ đầy đủ một câu có chủ ngữ, tân ngữ và động từ. À, bây giờ mình sẽ lấy câu tôi ăn cơm đi. Tôi ăn cơm. Rồi, tôi ăn cơm. Tôi là 저는. Rồi, cơm là 밥. Và ăn. Ăn chúng ta có động từ là 먹다 đúng không?
Nhưng mà lúc này chia đuôi câu là cái gì đây? Hồi nãy chúng ta vừa mới học xong. Một xưng nghị ta. Bởi vì một ta, một có phần cuối thì bắt buộc chúng ta phải dùng đuôi câu xưng nghị ta. Rồi, thập ở đây, thập là tân ngữ. Ừ. Rồi tân ngữ thập, mọi người nhìn vào đây, có phần cuối đúng không? À, có phần cuối thì lúc này chúng ta sử dụng trợ từ ư. Chờ nên thập phơi mọc xưng nghị ta. Chờ nên thập phơi mọc xưng nghị ta, đọc nối lên. Đây, đọc nối lên. Chờ nên thập phơi mọc xưng nghị ta. Tôi ăn cơm. Tôi ăn cơm. Được chưa mọi người? Cơm lúc này là tân ngữ thì nó sẽ đi với trợ từ ưn rư. Thập có phần cuối thì sẽ dùng trợ từ ưn. Rồi, giờ lấy thêm một ví dụ nữa ha. Tôi uống sữa. Tôi uống sữa sẽ là gì? Tôi uống sữa, sữa là tân ngữ đúng không? Thì đây, chúng ta sẽ bỏ nó vào giữa u, u. Rồi, tiếp theo, để qua đó động từ uống chúng ta có là mà si tà. Mà si tà. Mà lúc này khi chia đuôi câu sẽ là mà xin nì ta. Mà xin nì ta. Rồi, ở đây u, u, tân ngữ. U du, du không có phụ âm cuối đúng không? Thì lúc này chúng ta sử dụng trợ từ rư. Chờ nên u du rư mà xin nì đà. Tôi uống sữa. Được chưa mọi người? Đây, thì ưn rư này nó sẽ đứng sau tân ngữ này. Với những tân ngữ nào có phụ âm cuối thì nó sẽ dùng ư. Còn với tân ngữ không có phụ âm cuối nó sẽ dùng với rư. Được chưa mọi người? Pà bê, còn đây là u du rư. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ đi tới một vài ví dụ nha. Anh chưa quên ăn bánh mì. 지원 씨가 방을 먹습니다. Rồi, anh chưa quên ăn bánh mì đầu tiên. Anh chưa quên, chủ ngữ chính. Tiếp tục, ăn là động từ và bánh mì là tân ngữ. Chủ ngữ chính, anh chưa quên. Đây, 지원 씨가. Tiếp tục. Ăn bánh mì thì lúc này trong câu tiếng Hàn chúng ta sẽ đưa tân ngữ lên trước đúng không? Thì bánh mì nó ở đằng trước này, thang. Rồi, thang ở đây có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ul. Thang ơi, và cuối cùng động từ ăn bỏ xuống cuối câu, mọc xin nì ta. Bởi vì mọc có phụ âm cuối nè thì lúc này chúng ta sẽ dùng đuôi câu xin nì ta, mọc xin nì ta. 지원 씨가 방을 먹습니다. Rồi, tiếp tục. Học sinh đọc sách. Học sinh đọc sách. 학생이 책을 읽습니다. Đây cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta phân tích nè. Học sinh đầu tiên là chủ ngữ chính. Tiếp theo, đọc là động từ. Và cuối cùng, sách là tân ngữ. Thì đây, 학생이 chủ ngữ chính. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục có tân ngữ đúng không? Sách. Sách là check. Check thì phải check. Check cười bởi vì có phụ âm cuối. Check cười và cuối cùng động từ đọc. Ít ta, ít xin nì ta bởi vì ít có phụ âm cuối. Ít xin nì ta. Rồi ha, tiếp tục ha. Cô Chun Young gặp bạn. Chun Young 씨가 친구를 만납니다. Đây, cô Chun Young. Chủ ngữ chính nè, tiếp tục gặp bạn. Gặp là động từ và cuối cùng bạn là tân ngữ, bạn là 친구. 친구 không có phụ âm cuối, sẽ dùng với trợ từ 를. 친구를, 친구를 gặp, cuối cùng 만납니다. Động từ gặp chúng ta có là 만나다. 만나다. Đây. Manata đúng không? Nhưng mà manata na không có phụ âm cuối thì lúc này chúng ta sẽ dùng với đuôi câu biệt nì ta, mà nam nì ta. Được chưa mọi người? Rồi, tiếp tục với ngữ pháp cuối cùng hôm nay chúng ta học, đó chính là e so. E so là tiểu từ chỉ trạng ngữ. Rồi, tiểu từ chỉ trạng ngữ ở đây chính xác là gì? E so ở đây nó là tiểu từ đứng sau nơi chốn. Khi mà ở nơi chốn đó chúng ta làm một cái hành động cụ thể. Rồi bây giờ để mình lấy ví dụ cho các bạn hiểu luôn ha. Rồi bây giờ câu ví dụ của mình có là tôi uống cà phê ở quán cà phê. Tôi uống cà phê ở quán cà phê. Thì các bạn thấy nè, tôi uống cà phê
một hành động cụ thể đúng không? Đó chính là tôi uống cà phê. Ở đâu? Ở quán cà phê, cũng là địa điểm nơi chốn cụ thể luôn nè. Thì lúc này quán cà phê sẽ đi với trợ từ so. Quán cà phê so, được chưa mọi người? Rồi để mình viết ví dụ tôi uống cà phê ở quán cà phê ra cho các bạn hiểu luôn nha. Rồi tôi uống cà phê ở quán cà phê, đầu tiên chủ ngữ chính tôi. Tôi là 저는. Tiếp tục quán cà phê. Quán cà phê từ tiếng Hàn chúng ta có là 카페. Rồi 카페. Tiếp tục uống cà phê. Uống cà phê thì trong câu tiếng Hàn sẽ là 카페. Rồi động từ uống đứng ở cuối cùng đúng không? Rồi uống cà phê. Ở đây 카페 chúng ta có từ là 커피. 커피를 맞습니다. Tôi uống cà phê ở quán cà phê. Thì lúc này 카페 dùng tiểu từ trợ từ 에서. Đây bởi vì là một hành động cụ thể ở một địa điểm nơi chốn cụ thể. Đây rõ ràng một hành động cụ thể này, uống cà phê. Ở đâu? Ở quán cà phê. Thì lúc này quán cà phê chúng ta sẽ dùng với trợ từ 에서. 카페에서 커피를 마십니다. Được không mọi người? Rồi mình lấy thêm một ví dụ nữa ha. Tôi học trong phòng học. Tôi học ở phòng học. Rồi tôi ở đây cũng là 저는. Học ở trong phòng học. Rồi phòng học ở đây chúng ta có từ là 교실. 교실. Rồi để qua đó ha. Tiếp tục học, học bài thì lấy gì? 공부하다. Chúng ta có động từ 공부하다. Thì lúc mà chia đuôi câu sẽ là 공부합니다. Chờnên 교실. Thì lúc này 교실에서 공부합니다. Tôi học bài ở lớp học, ở phòng học. Được chưa mọi người? Đây một hành động cụ thể 공부하다. Một hành động cụ thể luôn, rõ ràng. Rồi ở đâu? Ở lớp học, ở phòng học. Một địa điểm nơi chốn cụ thể. Được chưa mọi người? Thì đó, ở đây mọi người cứ nhớ là một hành động gì đó ở một nơi chốn, địa điểm cụ thể nào đó. Thì lúc này địa điểm nơi chốn thì sẽ cộng với trợ từ 에서. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tới một vài ví dụ. Chị Hương đang nghỉ ở nhà. Hương 씨가 집에서 쉽니다. Rồi chị Hương đang nghỉ ở nhà. Các bạn thấy trong câu tiếng Việt nè, là một hành động cụ thể ở một nơi chốn cụ thể đúng không? Hành động cụ thể nghỉ ngơi ở nhà. Thì lúc này Hương 씨가 chủ ngữ chính nè. Rồi tiếp theo địa điểm nơi chốn là gì? Nhà là 집. Thì 집에서. Đây đọc nổi lên 집에서 쉽니다. Nghỉ ngơi. Cuối cùng động từ nghỉ ngơi đứng cuối câu 쉽니다. Được chưa mọi người? 쉬다 là nghỉ ngơi. Thì lúc này chi đuôi câu sẽ là 쉽니다. Hương 씨가 집에서 쉽니다. Rồi tiếp tục. Cô Subin làm việc ở ngân hàng. Subin 씨가 은행에서 일합니다. Đây, cô Subin. Subin 씨가 chủ ngữ chính. Đây, làm việc ở ngân hàng là một cái hành động cụ thể ở một nơi chốn cụ thể. Thì lúc này làm việc 일합니다. Được không mọi người? Ở ngân hàng sẽ là 은행에서. 은행에서. Đây, 은행 ngân hàng. Thì đi với nó trợ từ phải là 에서. 은행에서 일합니다. 일하다. 일하다. Thì 일하다, 하다. Ha không có phụ âm cuối thì chúng ta sử dụng 일합니다. Được chưa mọi người? 수빈 씨가 은행에서 일합니다. Rồi. Phần từ vựng và ngữ pháp của bài 3 đến đây là kết thúc. Lần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần Maragi. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại mọi người vào những bài giảng tiếp theo. Annyeong.